Mình là Lê Thu Hồng, là học sinh của trường IMI tại Thụy Sĩ. Mình vừa mới hoàn thành khóa học Certificate tại đây và cũng vừa hoàn thành khóa internship của mình. Trong quá trình học thì mình làm hai bộ phận là housekeeping và bar service. Thì thực tập ở đây là một cơ hội để mình có thể áp dụng những kiến thức mình học từ trường và thực tế để nâng cao kinh nghiệm của bản thân. Chẳng hạn như là các bước phục vụ phòng hoặc là các bước làm trong bar service. Và không chỉ có thế, mình còn có thể học thêm được những điều mới mà mình không được học ở trường. Và kỳ thực tập này cũng là một cơ hội để mình nâng cao thêm tiếng Đức, là nói chuyện về tiếng Đức, nói chuyện bằng tiếng Đức với người bản xứ. Mình có một số người bạn đã sang đây học và thực tập tại đây. Và có thể nói là môi trường học ở đây là một môi... nó thực sự rất là tốt. Và khi mà bạn có thể vừa học mà cũng có thể vừa thực hành để nâng cao kinh nghiệm. Và sau khi kết thúc quá trình học thì những người bạn của mình cũng đã được nhận vào một số hotel rất là lớn, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở thế giới. Đây là một sự thành công của họ và mình cũng muốn tiếp nối sự thành công đấy. Sau khi kết thúc khóa học này, mình sẽ apply chương trình tiếp theo, đó là khóa học diploma. Và ước mong của mình là có thể tìm được thực tập ở trên đất Mỹ và sống ở trên đất Mỹ.